Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Tán Gẫu sáng thứ bảy ngày hôm nay và được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Bây giờ là 7 giờ sáng giờ của Cali, tức là 9 giờ sáng giờ của Houston. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và hy vọng ngày hôm nay quý vị sẽ có một cái chương trình thảo luận hấp dẫn hơn, bởi vì hôm nay là chương trình tán gẫu, tức là đề tài được mở rộng hơn. Thay vì chúng ta tập trung vào thời sự trong tuần, mong quý vị sẽ có những đề tài thật hay. Và trước khi đi vào chương trình tán gẫu ngày hôm nay, thì vẫn cho phép Phong được cảm ơn công ty Teletron đã bảo trợ cho tạp chí quốc phòng của TNP Channel. Quý vị nào mà có những cái nhu cầu liên quan tới những thiết bị điện tử, những ghế massage nổi tiếng của Nhật, những ghế những cái giường nệm chống đau lưng nổi tiếng của Ý, hoặc là các sản phẩm mới của Đại Hàn, quý vị có thể liên lạc trực tiếp với lại công ty Teletron qua số điện thoại ngay trên màn hình của quý vị là 1-877-892-6999, 1-877-892-6999, hoặc vào trang web là teletronusa.com, teletronusa.com để biết thêm chi tiết. Cảm ơn công ty Teletron rất là nhiều và cũng cảm ơn tất cả khán thính giả đã hỗ trợ cho công ty Teletron cũng như là TNP Channel. Và như thường lệ thì chúng ta vẫn sẽ đi vào phần đọc comment của quý vị. Tuy nhiên trước khi đi vào phần đọc comment, có lẽ quý vị sẽ thấy lạ, hôm nay tại sao có cái nón 124/24. Quý vị, hôm nay là ngày chủ nhật, ngày thứ bảy, ngày 6 Tây tháng 1 năm 2021 và 24, và đúng ngày này 3 năm trước, tức là ngày 6 tháng 1 năm 2021, chúng ta đã có một biến cố xảy ra, và từ biến cố này bây giờ trở thành một thứ vũ khí mà đảng Dân Chủ đã sử dụng để tấn công ông Trump. Thì do đó ngày hôm nay đánh dấu đúng 3 năm của cái biến cố này. Do đó hôm nay tôi đổi lại cái nón là Trump 2424 để cho thấy cái lập trường của TNP Channel cũng như là sự ủng hộ với lại người đang dẫn đầu trong đảng Cộng Hòa trong cuộc chạy đua vào tòa Bạch Ốc năm 2024, Donald Trump. Ok quý vị, đó là cái tại sao hôm nay quý vị thấy là cái nón của tôi. Ok, rồi bây giờ chúng ta bước qua cái phần đọc comment của quý vị đi. Ok, Việt Nam bơm tiền vào kinh tế thì kinh tế có sụp đổ không? Thứ nhất, tiền có đâu bơm ra? 2 triệu tỷ đồng. 2 triệu tỷ đồng đó từ đâu ra? Từ đâu mà có? Và thứ hai là 2 triệu tỷ đồng này là lấy từ tiền quý vị ký gửi trong ngân hàng, tức là quý vị mở checking account hay là saving account ở trong cái ngân hàng của Việt Nam đó, thì nó lấy tiền đó nó bơm vào, nhưng mà nó nói là nó dùng cái chữ rất là lịch sự là bơm vào kinh tế, nhưng thật ra nó đang bơm tiền để cứu mấy tên đại gia địa ốc đang không có tiền trả nợ ngân hàng, đang không có tiền trả nợ ngân hàng, và nó buy out, nó mua hết lại tất cả những cái tài sản địa ốc này. Do đó miệng nó nói là bơm vào kinh tế, nhưng thật ra nó bơm tiền nó cứu mấy thằng đại gia đó thôi nha. Rồi, nếu không chia lưỡng cực thì nghĩ Thổ Nhĩ Kỳ theo Nga hay Âu Châu? Nếu chia lưỡng cực thì chú nghĩ Thổ Nhĩ Kỳ theo Nga hay Âu Châu? Nếu Nga thì vũ khí của Hoa Kỳ bán cho Thổ Nhĩ Kỳ như thế nào? Thứ nhất, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không thách sai. Nếu chia thành thế giới lưỡng cực, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không thách sai. Và họ vẫn đứng trong liên minh NATO. Cái đó là cái mà tôi khẳng định cho quý vị là Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không bỏ được liên minh NATO đâu. Ok. Rồi, tiếp tục. Ok. Tại sao Cộng sản Việt Nam không dám đụng Phạm Mực Vượng về Văn Phong? Chưa đụng chứ không phải không dám đụng. Chưa tới lúc nó đụng. Tới lúc nó gõ rồi thì lúc đó Phạm Nhật Vượng sẽ thấy. Nhưng bây giờ thì nó chưa cần thiết phải đụng, bởi vì Phạm Nhật Vượng đang bỏ tiền kiếm được ra để mua mặt mũi cho cái đảng cai trị. Cho nên nó chưa có làm thịt Phạm Nhật Vượng thôi. Không phải là không làm hay không dám làm, mà chưa làm. Nó chưa nằm trong cái danh sách bị làm thịt nha. Rồi tiếp tục. Nếu chế độ độc tài Cộng sản như Trung Quốc và Việt Nam lật đổ thì các lãnh đạo trong đảng Cộng sản được phép sang Hoa Kỳ EU lãnh nạn hay không? Thứ nhất là họ tị nạn như thế nào? Và thứ hai nữa, quý vị nên nhớ, riêng ở Âu Châu tôi không biết, riêng ở Hoa Kỳ thì đảng viên đảng Cộng sản sẽ không được phép tị nạn.
Đó là luật đã được ban hành từ thập niên 1950. Sau đệ nhị thế chiến, những đảng viên đảng Cộng sản thì sẽ không được phép định cư tại Hoa Kỳ, trừ phi họ giải thích là lúc trước họ nhập đảng như thế nào và họ ly khai và rời khỏi đảng như thế nào. Và nếu họ khai mang thì hồ sơ họ vĩnh viễn sẽ không được nhận. Đó là những cái mà tôi biết được. Tại vì từ thập niên 50 sau đệ nhị thế chiến chia ra hai khối tự do và cộng sản thì Quốc hội Hoa Kỳ và luật lệ Hoa Kỳ đã nghiêm cấm không cho phép đảng viên đảng Cộng sản được phép định cư, trừ phi người đó là đối lập với đảng Cộng sản hoặc là chứng minh họ bị Cộng sản bức hại và rời khỏi đảng Cộng sản thì họ được định cư nha. Rồi tiếp tục. Ok, lướt qua một số những cái đọc rồi nha. Ok, có phải do điều kiện khí hậu nên các quốc gia ở Tây bán cầu người dân làm việc chăm chỉ nên quốc gia giàu có hơn, ở Nam bán cầu người dân có xu hướng làm biến nghèo hơn các quốc gia ở phía Bắc bán cầu? Thật sự có thể một phần là do cái điều kiện thời tiết, nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái văn hóa xuất phát từ cái bộ tộc của họ. Tại vì quý vị biết rằng là các cái quốc gia bây giờ là nó xuất phát từ những bộ lạc, và những bộ lạc đó bắt đầu có những cái hình thành quốc gia. Thì tùy theo cái khu vực và cái văn hóa của họ, chứ không phải là dân ở Nam bán cầu thì làm biến, dân ở Bắc bán cầu thì là siêng năng đâu. Thực sự mỗi một dân tộc đều có một cái khuynh hướng riêng về cái mặt mà đời sống của họ. Họ có khuynh hướng riêng về mặt đời sống và họ có cái niềm tin riêng về giá trị đời sống của họ, chứ không phải căn cứ vào cái tình hình được cứ đổ thừa là Nam bán cầu là dân làm biến, Bắc bán cầu là dân siêng năng, không phải như vậy nha. Rồi tiếp tục, hôm nay ngày 6 tháng 1, anh Phong đội mũ của Trump 24, hy vọng cựu tổng thống Trump may mắn và đắc cử tổng thống năm nay. Thật sự quý vị, tôi thì không cầu vào may mắn đâu. Tôi thì không cầu vào may mắn nhiều, mà tôi nghĩ rằng là năm nay có nhiều cái biến chuyển tốt cho ông Trump. Bởi vì tình hình dưới thời của Joe Biden 3 năm qua, người dân đã thấy quá mệt mỏi. Họ quá mệt mỏi với cái chính sách của Joe Biden. Do đó, cái xu thế trong những giai đoạn gần đây, nhất là trước khi có cuộc bầu cử sơ bộ, thì có nhiều cái tích cực đối với ông Trump. Và những tích cực này, nó sẽ giúp cho ông chiến thắng. Chứ tôi không căn cứ vào cái sự lucky may mắn đâu nha. Rồi tiếp tục. Ok, hôm nay tối cao pháp viện nhận đơn kháng của tổng thống Trump phải không anh? Hôm qua, chiều hôm qua thì họ đã nhận đơn rồi và họ nói rằng là cái hearing để là lắng nghe cái argument á, là tức là cái sự tranh luận của đôi bên đó vào đầu tháng 2. Họ nói như vậy thôi. Thì mình chưa biết được là họ sẽ đưa ra, tại vì họ phải làm sớm. Nhiều tiểu bang đã bắt đầu tiến hành bầu cử sơ bộ. Do đó họ phải tiến hành sớm để mà các cái lá phiếu bầu có tên của ông Trump hay là không có tên của ông Trump. Do đó thì họ phải làm sớm, thì tôi nghĩ rằng họ nói là đầu tháng 2, tại vì 23 tây tháng 1 là tiểu bang New Hampshire là tiểu bang đầu tiên bỏ phiếu bầu cử sơ bộ. Thì New Hampshire thì không có vấn đề, nhưng mà những tiểu bang khác thì đang đệ trình cái vấn đề này, thì tôi nghĩ rằng họ sẽ đưa ra cái quyết định sớm nha. Rồi tiếp tục. Ok, 1.000 người vụ tòa nhà quốc hội nếu ông Trump quay lại có ân xá cho được không chú? Yes. Tổng thống Trump đã tuyên bố, và không những tổng thống Trump tuyên bố mà nhiều người, trong đó Nikki Haley, Ron DeSantis, Vivek Ramaswamy đều đồng loạt tuyên bố. Điều đầu tiên và ngày đầu tiên họ bước vào ghế tổng thống, họ sẽ ký ân xá cho tất cả những người đã bị kết án trong biến cố ngày 6 tháng 1. Không những là ông Trump mà tất cả những ứng cử viên của Đảng Cộng hòa đều nói như vậy nha. Rồi, bầu cử sơ bộ bên Cộng hòa ảnh hưởng gì bên đâu Dân chủ mà cũng xen vào bầu cử người này người kia? Thì đây là bầu cử sơ bộ, nhưng mà họ chơi cái kiểu này, tức là họ muốn dùng quyền lực của tiểu bang để họ cản và họ làm cho ông Trump thất cử. Họ không cấm được ông Trump tranh cử, nhưng họ nắm quyền tiểu bang và luật bầu cử tiểu bang. Họ có quyền đưa ra quy định bầu cử. Và khi quy định bầu cử thì họ dựa trên những cái ABCD. Họ nói rằng ông Trump not qualified. Thì cái đó là chuyện của họ. Nhưng mà giống như tôi nói, tiểu bang nào mà cấm tên ông Trump
thì Đảng Cộng Hòa sẽ không tổ chức bầu cử sơ bộ, mà họ sẽ họp nội bộ đảng để chọn luôn ai là người đại diện ra là tranh cử tổng thống, chứ không có cho bầu cử sơ bộ. Thì bây giờ nó đi tới cục diện này, thì kết quả thì ông Trump vẫn chiếm ngao đầu. Tại vì tới giờ phút này, cái cuộc thăm dò ngày hôm qua của YouGov với lại cái trang YouGov, tức là The Government, thì là ông Trump tới 69 điểm. Trong khi đó Ron DeSantis chỉ được có 14 điểm. Nikki Haley được 13 điểm. Tức là ông Trump gác Ron DeSantis tới 55%. Thì quý vị, rõ ràng dù bầu cử sơ bộ hay là nội bộ đảng, ông Trump vẫn chiếm ngao đầu. Đảng Dân Chủ có dở trò đi nữa, cùng lắm chỉ gây tác hại về mặt dư luận thôi. Nó không ảnh hưởng cái vị thế của ông Trump được chọn nha. Rồi tiếp tục. Năm nay thế giới có nhiều nơi xảy ra chiến tranh không anh Phong. Yes. Trong tuần lễ này và tuần lễ tới, nếu Houthi vẫn tiếp tục tấn công vào các cái tàu chở hàng, thì cuộc chiến Trung Đông sẽ bùng nổ thêm một mặt trận ở tại biển Hồng Hải. Và nếu như mà trong tuần tới mà ông Lai Ching Te của Đài Loan chiến thắng, thì Trung Quốc có khả năng tấn công Đài Loan rất cao. Và nếu trong tuần lễ này mà Bắc Hàn vẫn tiếp tục bắn đạn pháo kích vào vùng biển của gần của Nam Hàn, có thể kích động một cái cuộc xung đột vũ trang nữa. Tức là nó có nhiều nguy cơ báo hiệu cái cuộc chiến sẽ mở rộng ở nhiều nơi. Và tôi nghĩ rằng trong vài tuần nữa thôi, tức là những cái biến cố này có thể xảy ra trong một vài tuần nữa, nhất là cái cuộc bầu cử tại Đài Loan, nếu Lai Ching Te thắng cử. Và nếu như mà nhóm Hồi giáo Houthi vẫn tiếp tục tấn công vào khu vực của Hồng Hải, thì chắc chắn cuộc chiến sẽ bùng nổ tại đây. Ok. Rồi tiếp tục. Phong cách đẹp quá, không biết mua bộ ghế sofa ở đâu. Cái đó là tôi đặt ở tại Houston. Cái tiệm ở Houston thì họ bán đồ của Âu Châu nhiều. Thì cái bộ đó là bộ sofa của Ý nha. Rồi, chính sách của Biden về mở rộng biên giới một cách vô tội vạ. Vậy các quốc phụ lập ra quyền hành pháp có gì sai không anh Phong? Chả có gì sai cả. Vấn đề ở chỗ là cái quyền hành pháp của Tổng thống thì được phép ký những sắc lệnh hành pháp, trong đó có vấn đề di trú, trong đó có vấn đề thuế. Thì nó thuộc về cái quyền hành pháp của Tổng thống, chả có gì sai cả. Tại vì đất nước này là một đất nước của di dân. Nước Mỹ là đất nước của di dân, cho nên ngay từ đầu các vị quốc phụ cũng dự phòng rằng là sẽ có cái lượng di dân mà lúc đó họ dự tính là từ Âu Châu chứ không phải là từ Trung Mỹ và Nam Mỹ. Từ Âu Châu sẽ tràn qua nhiều hơn. Do đó họ đã trao cái quyền này cho Tổng thống quyết định. Tuy nhiên họ kiềm chế ông Tổng thống lạm quyền bằng cách là họ trao cái quyền ngân sách lại cho Hạ viện. Là ông Tổng thống muốn làm thì phải có tiền. Thì bây giờ Hạ viện mà đảng đối lập kiểm soát lại thì không có tiền. Do đó cái đó là cái cách hay của các quốc phụ của Hoa Kỳ khi mà họ tạo ra cái hệ thống quản trị đất nước. Thay vì đi theo hệ thống quân chủ thì bây giờ họ chọn cái nền Cộng Hòa, thì họ đặt ra như vậy để có sự kiềm chế lẫn nhau nha. Việt Nam bây giờ nhiều công nhân người làm việc ăn lương bị nợ lương nhiều lắm anh Phong ơi. Nhiều người em gặp họ cứ thắc mắc không biết đồng tiền đi về đâu và đang ở đâu. Vấn đề ở chỗ là tất cả tiền của quý vị nó đã bỏ vô, nó đau trong những miếng đất rồi. Rồi bây giờ nó mang nợ của ngân hàng. Đất thì bán không được, cho nên tiền nó nằm ở đó hết rồi. Do đó quý vị bị nợ lương là phải. Tại vì tất cả những công xưởng của Việt Nam, công xưởng chỉ là cái diện bề ngoài, sản xuất là có công nhân mướn để cho thấy thôi. Thật ra kiếm tiền của cái đám đại gia công xưởng này vẫn là địa ốc và chứng khoán. Nhưng bây giờ hai thị trường này banh sát rồi, cho nên tụi nó bị kẹt tiền. Chính vì vậy là tên phó thống đốc ngân hàng trung ương mới đòi bơm 2 triệu tỷ đồng vô trong cái nền kinh tế. Thực ra là muốn cứu mấy thằng đại gia này. Tôi đã nói quý vị rồi, tiền nó nằm ở đó đó nha. Rồi tiếp tục. Giả sử nếu như Dân Chủ thắng thì anh nghĩ gì? Thắng ở nào? Thắng ở Hạ viện, thắng ở Quốc hội, ở Thượng viện hay là thắng ở ghế hành pháp?
Câu hỏi phải rõ ràng. Câu hỏi giả sử thắng không là thắng kiểu nào, rồi thắng ở địa phương hay là thắng ở cấp tiểu bang. Tại tổng tuyển cử mà. Tổng tuyển cử thì nhiều vị trí lắm, thì Đảng Dân Chủ thắng ở chỗ nào? Và bây giờ đang có 26 tiểu bang là của Đảng, 27 tiểu bang là Đảng Cộng Hòa kiểm soát. Vậy thì thắng chỗ nào? Nha. Rồi, nhập cảnh Mỹ bằng visa du lịch nhưng lại bị bắt buộc quay lại Việt Nam vì bị nghi ngờ trốn lại cơ hội xin visa du lịch hay định cư Mỹ có không chú? Nếu như bị trục xuất ra khỏi Mỹ thì coi như quý vị sẽ vĩnh viễn không bước chân vào nước Mỹ được. Ok, nếu quý vị đi bằng visa du lịch mà tới phi trường, somehow họ không cho quý vị bước chân vào phi trường, thì coi như quý vị đang nằm trong tình trạng giống như bị trục xuất. Thì lúc đó quý vị vĩnh viễn không được phép bước chân vào Hoa Kỳ. Do đó, rất cẩn thận khi mà quý vị cầm và cái visa du lịch tới Hoa Kỳ. Tại vì ở lãnh sự quán cấp visa là một chuyện. Nhưng mà cái cơ quan di trú và quan thuế ở phi trường có cho quý vị nhập cảnh hay không, đó lại là một chuyện khác nữa. Chứ không phải lãnh sự quán cho visa là quý vị có thể vào Mỹ đâu. Có nhiều trường hợp lãnh sự quán họ không biết, họ cấp visa cho quý vị. Nhưng mà khi tới phi trường, somehow cơ quan quan thuế, kiểm tra biên giới và sở di trú bên đây, họ phát hiện được trong hồ sơ quý vị có cái điểm nào vi phạm vào cái luật di trú của Hoa Kỳ và luật nhập cảnh của Hoa Kỳ, thì họ có thể cấm không cho quý vị nhập cảnh. Do đó, tất cả đều rõ, đừng nghĩ rằng cầm cái visa mà tòa lãnh sự quán hay đại sứ quán của Hoa Kỳ cấp là quý vị có thể nhập cảnh một cách dễ dàng. Chưa đâu. Phải đi qua phi trường, tại vì tại phi trường quý vị sẽ được cấp một cái, nếu quý vị đi du lịch thì tôi không nói, nhưng nếu quý vị đi bằng cái dạng khác, quý vị được cái I-94. Kể cả bên du lịch, quý vị cũng được cái I-94, cái thẻ, nó gọi là I-94. Thì quý vị, cái nơi cấp ở phi trường rất quan trọng. Đừng nghĩ rằng là có visa là có thể vô Mỹ. Nếu như mà hồ sơ quý vị bị phát hiện, như trong cái hôm mà tôi có để trên cái Facebook của tôi đó, mà cái tấm hình tôi chụp với anh Lê Thành Ân là tổng lãnh sự trưởng của Hoa Kỳ tại Việt Nam trước đây đó, thì quý vị, tôi có kể câu chuyện đó ở trên cái Facebook đó, là cái năm đó tôi không nhớ, năm 2011, là lúc đó lãnh sự quán của Cộng sản Việt Nam mời một số nghệ sĩ qua trình diễn cổ nhạc trong buổi Tết niên của họ. Thì lúc đó trong danh sách đó có tên của Kim Tử Long, Long lớn đó. Thì anh Lê Thành Ân là tổng lãnh sự trưởng của Hoa Kỳ, thì Nguyễn Bá Hùng là tổng lãnh sự trưởng của Hà Nội. Thì Nguyễn Bá Hùng đứng ra cam kết là dùng cái danh nghĩa của chính quyền của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để bảo đảm cho Long lớn được qua Mỹ, tức là lấy danh nghĩa của cả một chính phủ luôn đó. Nhưng mà anh Lê Thành Ân trả lời, tôi ký visa được, tôi không có gì khó cả, tôi là người ký mà, nhưng tôi không bảo đảm anh chàng này bước vô phi trường được, tôi không bảo đảm là anh chàng này được cho nhập cảnh là thứ nhất. Thứ hai, dù có nhập cảnh nhưng mà sau khi nhập cảnh ảnh có bị sở thuế còng tay hay không lại là một chuyện khác, tôi không bảo đảm. Thì cuối cùng bên Việt Nam đã hủy bỏ cái việc mà Kim Tử Long. Lý do là tại vì trong 10 năm, lúc Kim Tử Long đi cái giấy du lịch qua Mỹ, trình diễn suốt 10 năm trời, nhưng không đóng một đồng thuế nào. Và ước tính là có tính cái tiền thuế không mà Kim Tử Long phải đóng cho chính phủ Mỹ là mấy trăm ngàn đô la. Mấy trăm ngàn đô la. Và lãnh sự quán của Hoa Kỳ đã 3 lần gửi thơ cho Kim Tử Long, nhưng mà Kim Tử Long đều bỏ mặt hết. Do đó là Kim Tử Long không bước chân vào nước Mỹ được. Mà dù có bước chân vào, sở thuế đứng ngay đó họ cộng tay. Do đó anh Lê Thành Ân anh không dám ký cái visa cho Kim Tử Long là như vậy. Bởi vì hai cái đó khác nhau. Hai cái đó khác nhau. Do đó quý vị phải rất cẩn thận trong cái vấn đề mà quý vị làm việc ở Mỹ. Đi visa du lịch là du lịch, visa du học là du học. Cái trường hợp của Kim Tử Long là bởi vì lúc mà Kim Tử Long trình diễn bên Mỹ, các bầu show bên Mỹ đấm đá nhau, giành giật nghệ sĩ, cho nên viết thư tố đến lãnh sự quán ở Sài Gòn.
tức là họ đấm đá nhau, họ phá nhau đó, họ viết thư cho lãnh sự quán ở Sài Gòn. Thì anh Lê Thành Ân sau đó nói với tôi đó là nhiều người nghĩ là ảnh có khả năng ký visa là xong, tại vì ảnh là tổng lãnh sự trưởng mà. Nhưng mà nói không phải cái visa nào cũng ký được hết, không phải cái visa, và khi ký vô phải chịu trách nhiệm nữa. Và khi ký vô rồi mà tới phi trường bị chặn lại thì chính ảnh phải report cho Bộ Ngoại giao, là chính ảnh phải viết bản báo cáo cho Bộ Ngoại giao. Người này đã bị như vậy, tại sao ông không kiểm tra lý lịch ABCD trước khi ông ký visa? Thì quý vị, không phải ở Mỹ này nó có một cái system, nó có một cái hệ thống. Không phải là ông đại sứ hay là ông tổng lãnh sự trưởng là có quyền hạn hết đâu. Và thứ hai là đó, quý vị thấy không? Nguyễn Bá Hùng lúc đó là lãnh sự trưởng của Hà Nội đó, đứng ra bảo đảm và lấy danh nghĩa của nhà nước Cộng sản Việt Nam bảo đảm đó. Nhưng mà cũng không được visa. Do đó quý vị rất cẩn thận khi mà quý vị muốn có được visa vào Mỹ, và phải tuân thủ đúng tất cả những cái điều kiện của Mỹ. Và thứ hai, khi quý vị vào Mỹ, họ cấp cho quý vị cái visa khoảng 6 tháng, có những trường hợp 1 năm. Visa ở bên ở lãnh sự quán Sài Gòn thì ký cho quý vị 1 năm, nhưng khi vào phi trường Mỹ, quý vị chỉ được có 6 tháng thôi. Nhưng không có nghĩa là quý vị ở liên tục 6 tháng đâu. Đừng hiểu sai chuyện này. Trong 6 tháng đó quý vị phải đi ra đi vô, đi ra đi vô nước Mỹ, chứ không phải là ở liên tục 6 tháng đâu. Ở liên tục 6 tháng, lần tới xin visa chưa chắc họ renew, chưa chắc họ cho. Do đó đừng nghĩ rằng được cấp chiếu kháng ở phi trường 6 tháng là mình được quyền ở Mỹ 6 tháng. No, luật di trú Mỹ nó không vậy. 6 tháng đó cho phép quý vị được phép đi ra đi vô thôi. Nên có nhiều người hiểu lầm, mình được 6 tháng là sẽ lãnh đạn đó nha. Rồi tiếp tục, em nhớ lúc tuyên thệ nhận chức của ông Mike Johnson nói duy trì hòa bình phải có sức mạnh quân sự tuyệt đối. Theo anh ý kiến nói như thế nào? Thì tôi đã nói với quý vị là muốn có một cái nền hòa bình vĩnh viễn là phải có đủ sức trấn áp, trấn áp những cái lực lượng và những cái mối đe dọa thì mới có hòa bình vĩnh viễn. Còn nếu mà quý vị ngồi thỏa hiệp thì vài năm sau nó lại bùng nổ, vài năm sau nó bùng nổ vì nó không đủ sức trấn áp. Do đó cái lời của Mike Johnson nói đâu có sai nha. Rồi tiếp tục. Ok, Việt Nam bây giờ gạ cao quá, việc làm thì mất khổ quá anh Phong ơi. Em lên đây em than với anh làm gì? Em phải tự kiếm con đường bơi của mình chứ. Bây giờ em có than với anh thì cũng như không thôi. Anh đâu có giúp gì được cho em đâu. Anh đã nói rồi, không những bây giờ mà trong vòng 1-2 thập niên tới, các em sống còn tệ hơn cả nô lệ nữa. Vấn đề các em có thấy tài sản của các em có đi giành lại tài sản của mình hay không? Hay là các em vẫn chấp nhận cái chuyện đó, các em đáng chịu lên đây than, chả ai giúp được gì các em đâu. Khán giả của TNB cũng chả giúp gì được cho các em đâu. Một câu than của em có được một ông nào không? No. Không những khán giả không cho tiền, mà nhiều khi họ còn chửi em nữa. Ok. Rồi tiếp tục. Theo chủ quan của anh, đảng Dân Chủ bao vây tứ bề thì ông Trump còn cửa nào thắng khư ông Tư anh? Nó càng vây thì chiến thắng ông càng vĩ đại. Đó là cái nét độc đáo của dân Mỹ và cái nét độc đáo của một xã hội quản trị theo lối dân chủ. Nó càng vây, nó càng bức hại thì ứng cử viên đó càng thắng. Tôi nói là họ, nếu quý vị hỏi câu hỏi đó phải hỏi ngược lại là họ vây như vậy, họ có cửa thắng hay không thì đúng hơn. Đó quý vị thấy, mỗi một bản cáo trạng đưa ra là điểm ông Trump lại tăng. Mỗi một bản cáo trạng mà tới ngày hôm nay đó là cái bản thăm dò mới nhất của YouGov là ông Trump gác Ron DeSantis là người thứ hai đó tới 55%. Trong khi bây giờ chỉ còn có mấy ngày nữa là bầu cử sơ bộ rồi. Làm sao rút ngắn được 55% này đây? Do đó họ càng tấn công, họ càng vây thì họ càng không có cửa thắng nha. Rồi tiếp tục. Có khi nào Trung Quốc nằm ngủ đợi thế giới đánh xong Trung Quốc đi đánh Đài Loan không anh? Có, nhưng mà nó nằm ngủ đó, lúc đó là nó chết luôn. Tại vì chính nội bộ của nó sẽ hoảng loạn luôn.
chính nội bộ của Trung Quốc. Đó, quý vị thấy ngày hôm nay trong cái bản tin thời sự của tôi đó, là lương binh sĩ của Trung Quốc bị cắt giảm 1 phần 3. Các cán bộ đảng viên và các binh lính của Trung Quốc đã bị giảm lương 1 phần 3. Thì điều này báo hiệu cho quý vị thấy đó, là liệu Trung Quốc có dám ngủ không? Ngủ xong là vô quan tài luôn đó. Đó, bản tin thời sự ngày hôm nay của tôi có bản tin đó đó. Tức là từ bắt đầu giữa tháng 6 năm 2022 là Trung Quốc đã bắt đầu cái chiến dịch giảm lương cán bộ đảng viên rồi. Và mới đây nhất là chính thức là giảm luôn cả lương của binh lính luôn. Lương binh lính đã không có bao nhiêu rồi, bây giờ bị giảm đi 1 phần 3 nữa. Thì quý vị thấy là trong cái nội tình của Trung Quốc bây giờ đang căng vô cùng nha. Rồi tiếp tục. Nếu chiến tranh xảy ra thêm một lần nữa thì kinh tế thế giới và Việt Nam coi như tiêu tùng. Kinh tế thế giới thì không tiêu tùng, nhưng kinh tế Việt Nam thì banh xác rồi, đâu cần phải đợi chiến tranh đâu, bây giờ nó đã banh xác rồi. Bây giờ kinh tế Việt Nam đã banh xác rồi, đâu đâu cần đợi tới chiến tranh nữa. Còn thế giới, đúng, trong một vài tháng đầu cuộc chiến thì nó có thể sẽ bị ảnh hưởng, nhưng mà rồi thì mỗi một quốc gia sẽ có sự điều chỉnh riêng của họ để phục hồi, tùy theo cái sức mạnh kinh tế của mỗi quốc gia. Còn riêng trường hợp của Việt Nam đâu cần đợi tới chiến tranh thế giới, bây giờ nó banh xác rồi. Quý vị thấy đó, bây giờ đó dân bỏ về quê như thế nào và không có tiền lương, tiền thưởng cuối năm cũng bị biến mất luôn. Rồi bây giờ cái vị dân nó không tin vào cái hệ thống tiền tệ nữa, bây giờ nó dồn đi mua vàng, cho nên giá vàng tăng cao đó. Chứ tăng tới mức mà chính cái tên thủ tướng của cộng sản đó phải ra lệnh giảm giá vàng đó, nhưng có giảm được đâu, là bởi vì khi mà nền kinh tế khủng hoảng, dân có xu hướng không tin vào hệ thống tiền tệ nữa, họ tin vào cái gì có giá trị hơn, thì vàng là cái thứ có giá trị nhất rồi. Do đó quý vị, bây giờ đó là cái kinh tế Việt Nam nó đang banh xác đó nha. Rồi tiếp tục. Vào lướt qua một số những cái đọc rồi nha. Ok, tôi rà lại cái phần của quý vị. Ok. Lướt qua một cái. Ok, tại sao Tổng thống Trump không dùng Twitter đánh truyền thông cánh tả Anh Phong thời gian trước rất lợi hại? Ổng đang có trang Truth Social của ổng, bây giờ đám truyền thông cũng chui vô trong đó thì cần chi ổng phải lên Twitter? Ổng viết cái gì trên trang True Social là trong vòng 30 giây đồng hồ sau là nó lấy xuống, nó đưa lên, nó đăng tùm lum hết rồi. Thì ổng đâu cần phải vô Twitter hay Facebook làm gì, mặc dù những nơi này đã xả ra, kể cả YouTube. Nhưng mà ổng đang có cái trang True Social của ổng. Thì nếu ổng cần có cái gì ổng bỏ lên đó thôi, thì là đám truyền thông nhà vô lấy ra. Thì cũng vậy thôi nha. Ok, kinh tế Việt Nam sụp đổ, Phạm Minh Chính đính thân là thủ tướng quản lý các bộ ngành sao không bị chỉ trích hay truy vấn gì hết? Phạm Minh Chính là kẻ bị tiếp nối thôi, kẻ đầu sỏ làm cho nền kinh tế bây giờ bị suy sụp nhiều là Nguyễn Xuân Phúc lúc còn là thủ tướng. Phạm Minh Chính là cái hậu quả tiếp nối của nền kinh tế bị khủng hoảng thôi, chứ ông ta đâu phải là thủ phạm gây ra nền kinh tế đâu. Ông ta đâu phải là thủ phạm chính là Nguyễn Xuân Phúc lúc còn nắm ghế thủ tướng. Do đó, bây giờ mà đi quy trách nhiệm cho Phạm Minh Chính chỉ là kẻ đứng đầu thôi. Thì trước sau gì, khi mà cái lò đốt của Nguyễn Phú Trọng mà thấy rằng là cần phải đốt Phạm Minh Chính thì sẽ đốt, giống như Nguyễn Xuân Phúc lúc làm chủ tịch nước. Khi bị đốt rồi phải từ chức. Đơn giản thôi nha. Rồi tiếp tục. Wow, lướt qua một số cái. Trong thời buổi suy thoái kinh tế, mình có thể áp dụng câu trong nguy có cơ không anh? Có thể, nhưng mà không xảy ra ở Việt Nam. Trừ phi là em có những cái hành động mạnh mẽ hơn thì nó khác. Còn ngồi đó mà chờ trong nguy có cơ thì có thể là em sẽ vô quan tài luôn đó. Em sẽ vô quan tài luôn đó. Là bởi vì với cái tình hình kinh tế của Việt Nam bây giờ không còn cửa thoát nữa. Không còn cửa thoát nữa. Trừ khi cái chế độ đó sụp đổ thôi.
Còn nếu không đó, mà muốn nó sụp đổ thì đâu phải là bên ngoài tác động đâu, là do các em ở bên trong đó. Biệt phủ, xe hơi đẹp, đồ hiệu là của các em chứ đâu phải của tụi nó đâu. Các em, tài sản các em không đi lấy lại, các em ráng chịu nha. Rồi tiếp tục. Cạc theo Mã Tây Cơ kiếm tiền ngon lành để tổ chức đưa người qua Mỹ, Hoa Kỳ mà nhờ chính sách mở cửa biên giới. Anh Phong là cạc theo, anh có mua vài cái super phát để ủng hộ anh 724 không? No. Thứ nhất là tôi nói thẳng với quý vị, bây giờ coi như là trong đảng Dân Chủ đó, 40% các dân cử của đảng Dân Chủ, không ít thì nhiều, đều có liên hệ tới những thành phần ở bên đây. Mà những thành phần mà người gốc Latino bên đây, lại có những người đó lại có liên hệ với đám cartel, tức là đám ma, trùm ma túy và trùm buôn người ở Mexico. Không những Mexico và Colombia nữa. 40% thành viên của đảng Dân Chủ, không ít thì nhiều, có điều là họ họ kín đáo và họ che giấu kỹ và không ai bắt được cái gì hết, tại vì người quyên góp tiền cho họ là công dân ở đây, là chủ nhân cơ sở thương mại ở đây, trên đâu có gì là sai trái đâu. Nhưng mà cơ sở thương mại của họ tiền ở đâu ra, làm như thế nào thì có trời biết. Do đó tôi không nghĩ là cái super PAC hay cái gì đó là nó có thể tác động. Tuy nhiên thì cái chính sách của Joe Biden đang tạo cơ hội kiếm tiền rất khổng lồ cho đám cartel, từ buôn người, buôn tình dục cho tới buôn ma túy. Do đó quý vị, giờ phút này là đảng Cộng Hòa họ cứng rắn là như vậy đó nha. Ok, anh có thể giải thích rõ hơn tiến hành thăm dò dư luận như thế nào, tỷ lệ trên một tiểu bang hay một liên bang, tùy theo cái cơ quan thăm dò họ chọn bao nhiêu người để thăm dò và những người họ đưa họ chọn để thăm dò là ai. Cho nên có những cuộc thăm dò nó mang tính chất không có phản ảnh đúng cái câu chuyện, là bởi vì trong các cái mùa bầu cử thì những cái ứng cử viên thường hay đi thuê những công ty thăm dò để có lợi cho mình. Còn những cái công ty mà nó không bị thuê mướn, nó tự làm đó, thì nó phải có cái quy tắc của nó, là dựa trên cái tuổi nào, dựa trên cái khuynh hướng chính trị nào, dựa trên cái chủng tộc nào và dựa trên những cái nền kinh tế ra sao, rồi cái ý muốn của cử tri là cái gì. Nó dựa trên nhiều yếu tố khác nhau lắm. Do đó các cuộc thăm dò được tung ra trong mùa bầu cử thì đọc, tôi vẫn đọc cho quý vị, nhưng mà tôi nói thật với quý vị, tôi không tin. Tại vì tất cả đều có chủ ý. Tại vì các cuộc thăm dò đều đưa ra từ những cơ sở tư nhân, tức là những công ty tư nhân hoặc là những tổ chức tư nhân hết. Mặc dù có một số tổ chức như là Pew Research, hay là The Economic, hay là nó gọi là AOCE, thì những tổ chức này họ nói rằng họ có phương pháp tốt để mà tiến gần tới cái kết quả thật sự, tức là cuộc thăm dò đó. Nhưng mà quý vị, họ vẫn có agenda ở phía sau. Đó, hôm qua quý vị thấy đài NBC không? Nó gài độ mấy cái người ứng cử viên gốc của Đảng Cộng Hòa khi nó phỏng vấn. Nó phỏng vấn Ron DeSantis. Thì câu đầu tiên nó hỏi là nếu ông là tổng thống và ông Trump bị kết tội, ông có ân xá cho ông Trump không? Thì Ron DeSantis, yes, tôi sẽ ân xá cho ông Trump. Nhưng rồi cái nó gài tới nó tại sao ông ân xá cho ông Trump? Thì ông Ron DeSantis ông nói là để hàn gắn cái vết thương của nước Mỹ. Cái nó gài vô nó nói, vậy thì ông có ân xá cho Hunter Biden không? Nó cũng là hàn gắn vết thương của nước Mỹ. Thì cái cách hỏi của đài NBC là gài độ đó. Thì quý vị, nếu mà chúng ta trả lời không khéo thì sẽ thành là chúng ta có một cái khuynh hướng đảng phái. Nhưng mà ông Ron DeSantis ông trả lời, no, hai vụ án nó khác nhau. Vụ án của ông Trump là bức hại chính trị. Còn vụ án của Hunter Biden là trốn thuế. Làm sao so sánh hai vụ án này với nhau được? Thì quý vị, thì cái cách hỏi của NBC gài độ kiểu đó, thì quý vị biết là cái cách đi thăm dò của các công ty truyền thông cũng y chang như vậy. Cũng y chang như vậy. Nó cố tình đặt câu hỏi để định hướng dư luận, rồi nó đưa ra cuộc thăm dò bất kể kết quả cuộc thăm dò như thế nào. Đó là cách của mấy cái công ty truyền thông mà thực hiện cuộc thăm dò. Thì quý vị thấy thời gian gần đây nó muốn đả kích Joe Biden.
Nó không muốn Joe Biden ra tranh cử nữa. Cho nên nó đưa ra những cuộc thăm dò là Joe Biden đều thua điểm cho ông Trump hết. Và nó còn báo động cộng đồng Latino đó, Đài Fox ngày hôm qua đó, ông Trump được 39 Latino thôi, Joe Biden được 34, tức là ông Trump gác Joe Biden tới 5 điểm trong cộng đồng Latino. Thì quý vị, những cái cuộc thăm dò này nó chỉ mang tính chất để chúng ta có khái niệm thôi. Đừng tin nó, đừng tin những cuộc thăm dò nha. Rồi tiếp tục, một nhóm chính trị điều hành ở một địa phương quá lâu liệu có phù hợp với Mỹ bây giờ nữa không? Nó không phù hợp nhưng nó vẫn tồn tại. Bằng chứng là California đó, nó điều hành, đảng Dân Chủ nó điều hành suốt mấy chục năm rồi. Dù mình có một ông thống đốc là đảng Cộng Hòa như là ông Arno là ông cuối cùng đó, thì cuối cùng cũng không làm được gì hết. Tại vì lưỡng viện ở trong cái hội đồng lập pháp nó đều là đảng Dân Chủ hết, nó kiểm soát hết. Rồi bây giờ đó là bây giờ là coi như 16 năm California nằm dưới quyền thống đốc của đảng Dân Chủ, từ Jerry Brown qua tới Gavin Newsom. Nó thống trị lâu như vậy đó, và nó ban hành tất cả những cái luật lệ có lợi cho nó đó. Ai cũng biết là nó không phù hợp, nhưng mà nó vẫn tồn tại. Tại vì tôi đã nói với quý vị, đáng lý là phải thay đổi để kiềm chế lẫn nhau. Nhưng mà cuối cùng thì một số tiểu bang nó bị kiểm soát quá lâu bởi một đảng nha. Ok, rồi lướt qua. Liệu năm 24 có xảy ra cuộc chiến Nam và Bắc Hàn không anh Phong? Tôi chưa biết, bây giờ đang lên cân, thì tôi không biết nó có hình thành một cuộc xung đột lớn hay không. Nhưng có vẻ như khó tránh được những cuộc xung đột nhỏ. Tức là ngày hôm qua họ bắn, bên Bắc Hàn bắn 200 trái đạn pháo kích, bữa nay bắn thêm 60 trái nữa ở gần cái lãnh hải của Nam Hàn, ngoài biển. Thì tôi nghĩ rằng những cái hành động lên gần này có thể dẫn tới những cuộc xung đột nhỏ. Còn xung đột lớn thì tôi không biết, tức là toàn diện thì tôi không biết, nhưng xung đột nhỏ này có thể xảy. Ok, rồi tiếp tục. Vừa rồi dân biểu đảng Dân Chủ đưa ra ý kiến Dân Chủ chuyển Cộng Hòa bầu để bầu cho bà gì đó cao hơn phiếu ông Trump, rồi loại ra đảng Cộng Hòa. Anh cho biết về ý kiến. Không phải là dân biểu, mà cái tay này là cái tay vận động cựu, quản lý vận động tranh cử của Obama. Tên là David gì đó, tôi quên, là Upfold gì đó. Ok, thì tay này đó là chơi cái trò giống như cũ. Tức là tháng 6, 4 tay tháng 6 là chấm dứt bầu cử sơ bộ. Thì những người bây giờ tham gia bầu cử sơ bộ ghi danh bên đảng Cộng Hòa, bỏ phiếu cho Nikki Haley để đánh bại ông Trump. Rồi qua tới tháng 6, tổng tuyển cử, họ ghi danh tranh cử lại bằng đảng Dân Chủ. Đó là cái cách mà nó bày ra để mà giúp cho việc mà đánh bại ông Trump. Thì quý vị, đó là cái cách mà đảng Dân Chủ nó bày ra đó. Thì chưa biết là như thế nào, nhưng nó đã thành công một lần trong cái mùa bầu cử năm 2020, khi mà bầu cử hai cái ghế thượng nghị sĩ ở Georgia, nó đã chơi trò này. Và lúc đó là Andrew Yang, cựu ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ gốc Đài Loan ở New York á, đã xúi là dân ở tứ ở khắp nơi về Georgia ghi danh bầu cử. Tại vì luật Georgia khá dễ, 60 ngày trên ở trên 60 ngày là được quyền có cái quyền cư trú và có quyền ghi danh bầu cử ở Georgia. Thay vì những nơi khác người ta đòi 6 tháng hay là 1 năm thì Georgia dễ hơn. Chính điều này mà nó khiến cho hai ghế thượng nghị sĩ ở Georgia rơi vào tay của đảng Dân Chủ đó. Thì nó chơi trò này đó nha. Rồi tiếp tục. Ok. Khi ông Bộ trưởng Quốc phòng ở Austin nhập viện mấy hôm qua không thông tin em nhẹm, anh nghĩ sự việc này như thế nào? Thì bữa nay tôi có tin là bên phía Ngũ Giác Đài vẫn giải thích không hợp lý. Tại sao ổng vô bệnh viện 4 ngày mà không thông báo cho quốc dân biết, và Tòa Bạch Ốc ém lại chuyện này. Thì chúng tôi cũng đang đặt câu hỏi đó. Là bởi vì cái vai trò của Bộ trưởng Quốc phòng là nhân vật số 2 trong nội các sau Bộ trưởng Ngoại giao, thì phải cho biết, cho quốc dân biết chứ. Tại sao giấu 4 ngày mới cho người ta biết?
tới bữa nay tình trạng ổng phục hồi rồi thì mới cho người ta biết. Thì bây giờ chúng ta đang chờ xem câu trả lời và giải thích từ tòa bạch ốc. Ai yêu cầu ém nhẹm cái tin này lại? Bên tòa bạch ốc yêu cầu hay là bên bộ quốc phòng yêu cầu? Và lý do gì phải ém cái tin này lại nha? Rồi tiếp tục. Năm nay đảng Dân Chủ còn đường nào để gian lận nữa không anh? Có, nhưng mà không ảnh hưởng lớn. Tức là ở một số địa phương vẫn có tình trạng gian lận, nhưng không ảnh hưởng tới kết quả lớn. Theo tôi là như vậy. Gian lận vẫn có, và cuộc bầu cử tổng thống nào cũng đều có gian lận hết, nhưng mà mức độ không lớn. Kỳ này mức độ không lớn, nó được giám sát chặt chẽ hơn thì nó giảm đi rất nhiều cái tình trạng gian lận. Cùng lắm là mấy cái vị trí ở địa phương hoặc cấp tiểu bang thôi, không ảnh hưởng tới liên bang nha. Rồi tiếp tục. Ok, em ở Việt Nam muốn mua cái nón giống của anh mua đâu em? Thì em lên Amazon em mua, thiếu gì. Vào Amazon đánh cái chữ Trump 2424H là nó ra một đống đó, tha hồ mua nha. Rồi order trên website Đảng Hòa Khánh không? Order đâu cũng được hết, Amazon cũng được, mà mua thẳng. Cái này là tôi mua ở trong cái super pack của ông Trump. Tôi mua trong cái super pack của ông Trump, tại vì mua trong đó nó chắc ăn là không có Make in China. Còn đa số trên Amazon thì phải kiểm tra. Nếu quý vị mua trên Amazon phải kiểm tra lại coi là nó là Make in USA hay là Make in China. Còn cái này tôi mua ở trong cái super pack của ông Trump nha. Rồi tiếp tục. Em cũng đang nghi ngờ đảng Cộng Hòa của nhóm Trần Thái Văn là ăn nằm với đảng Dân Chủ. Cái đó thì không có, bởi vì Trần Thái Văn là một người rất là hot với Dân Chủ. Cho nên em nghi ngờ là chuyện của em. Còn anh biết được là đối đầu rất là gay gắt của Trần Thái Văn với đảng Dân Chủ suốt nhiều năm rồi. Bắt đầu từ lúc mà Trần Thái Văn ra tranh cử chức dân biểu quốc hội của tiểu bang, tức là dân biểu của Hội đồng lập pháp tiểu bang California, thì đã đối đầu với đảng Dân Chủ suốt từ đó tới bây giờ rồi. Ok. Và cái trận mà thư hùng lớn nhất là cái trận năm 2010 đó, là đám Dân Chủ và đám cánh tả, trong đó có luôn cả Việt Dũng, là tấn công Trần Thái Văn ráo riết và giúp cho Loretta Sanchez thắng cử. Thì tôi biết là Trần Thái Văn là một người nó rất là hot, tức là rất là diều hâu. Và thời điểm mà lúc mà tôi nhớ năm 2010, 2008-2010 á, là cái thời điểm đó là cái thời điểm mà những thành phần cứng rắn trong đảng Cộng Hòa lúc đó là thời của Tea Party á, thì sợ Trần Thái Văn như sợ cọp. Đám cứng rắn của Tea Party á, ở tại Anaheim Hills á, là nó bằng mọi giá nó phải mời được Trần Thái Văn tới nói chuyện á. Tại vì Trần Thái Văn là biểu tượng của một cái khuynh hướng cứng rắn. Nhưng mà sau giai đoạn đó, mất hết mười mấy năm, Trần Thái Văn đã quy ẩn, chỉ đóng vai trò ở phía sau hậu trường nhiều hơn. Và bây giờ thì cái nhu cầu phải ra trở lại. Nhu cầu là tại vì sao? Tại vì anh Andrew Rổ, một trong những người đối lập với Trần Thái Văn trước đây, khi mà Andrew Rổ còn giúp cho Janet Nguyễn, là đối lập với Trần Thái Văn. Nhưng mà khi Andrew Rổ sắp sửa hết nhiệm kỳ của cái ghế giám sát viên ở quận Cam, thì có anh em nói rằng phải có người thay thế anh Trụ Đỗ. Người Việt chúng ta không thể mất cái ghế này được. Thì duyệt đi duyệt lại. Thì mặc dù ngày xưa là đối thủ, nhưng mà Trần Thái Văn là người có đủ bản lãnh ngồi đặt vào ghế này so với những người khác. Do đó anh Trụ Đỗ đã bổ nhiệm Trần Thái Văn làm Chief of Staff, tức là động lý văn phòng, để dọn đường cho Trần Thái Văn là người thay thế vị trí của mình sau khi mà anh Trụ Đỗ hết nhiệm kỳ. Do đó tôi không nghĩ là Trần Thái Văn lại thỏa hiệp với đám Dân Chủ. Đàn em của Trần Thái Văn thì có và bây giờ gia nhập đảng Dân Chủ luôn, là Tyler Diệp Miên Trường. Tyler Diệp Miên Trường mà quý vị hay gọi là Rhino đó, thì bây giờ Diệp Miên Trường chính thức là bên đảng Dân Chủ, đổi qua đảng Dân Chủ rồi. Thì cái đó có. Hay là mềm dẻo kiểu Tạ Đức Trí thì có. Nhưng
Nếu mà nói Trần Thái Văn thì không. Tại Trần Thái Văn rất là cứng rắn với lại phía Dân Chủ. Nha. Rồi tiếp tục. Ok, à, lướt qua một số cái đọc rồi. Tại sao tối cao phát hiện không xử lý liên quan đến vụ ông Trump lá phiếu mà đợi đến 8 tháng 2 về anh Phong? Đơn giản thôi, họ đã nhận thụ lý. Họ đã nhận xử cái vụ này. Thì bây giờ cần phải có thời gian cho họ xem đôi bên. Đôi bên đưa cái bản tranh luận như thế nào. Họ phải đọc, họ duyệt trước khi họ quyết định. Chứ không phải đưa ra quyết định ngay lập tức là muốn quyết định. Họ phải đọc cái lời tranh luận của đôi bên nữa. Và cho đôi bên có cái khoảng thời gian để mà tăng cường thêm cái lối tranh luận của mình. Đơn giản như vậy thôi nha. Luật ở Mỹ, người dân có quyền được biết hồ sơ sức khỏe của Bộ trưởng và Tổng thống Mỹ không anh? Họ có quyền được biết, nhưng quyền có cho biết hay không vẫn nằm ở tay của họ. Tuy nhiên nếu như mà có trường hợp vào trong bệnh viện thì họ phải báo cho mọi người biết. Thông thường thì họ báo hết, và thông thường thì họ đều thông báo đầy đủ cho người dân biết tình trạng sức khỏe của mình. Trừ của Joe Biden là giấu như mèo giấu cứt. Trừ của Joe Biden là giấu cái hồ sơ sức khỏe của mình thôi. Còn các đời tổng thống khác họ đều công khai hồ sơ sức khỏe của họ hết. Chỉ trừ của Joe Biden thôi nha. Rồi tiếp tục. Rồi à. Nếu đảng Dân Chủ tiếp tục cực tả, anh nghĩ tương lai những tiểu bang họ sẽ trở thành tiểu bang chiến lược không anh, không còn màu xanh nữa? Tôi thì không nghĩ như vậy, nhưng mà cái lối cực tả của họ sẽ đẩy tới một cái sự chia rẽ trầm trọng hơn của đất nước Mỹ. Chia rẽ trầm trọng hơn là họ áp đặt rất nhiều những cái trói buộc đối với lại những người dân Mỹ. Và người dân Mỹ sẽ phản kháng với những áp đặt này đó. Quý vị thấy California là nó bắt năm 2035 là nó không cho xe xăng được chạy ở đó, nó cho đóng cửa tất cả cây xăng luôn. Thì bây giờ cái dự án đó nó đã thông qua, nó ký thành luật rồi. Nhưng mà nó phải chờ cái sự approve của cơ quan EPA của liên bang, tức là cơ quan bảo vệ môi trường của liên bang. Thì cơ quan bảo vệ môi trường của liên bang họ lại phải có trách nhiệm là mở ra điều trần nghe ý kiến công khai của người dân. Thì chưa chắc cái luật này đã được thực hành. Tại vì nếu mà áp đặt kiểu này, nó sẽ đi tới tình trạng vi hiến. Tại quyền sử dụng sản phẩm là quyền được ghi trong hiến pháp. Không thể áp đặt người ta mua xe nào xe nào. Đó là quyền của hiến pháp. Do đó, California đã ra nhiều cái luật vi hiến rồi. Đã bị tối cao pháp viện bác bỏ rồi. Thì những cái luật này nó cũng vậy thôi. Ví dụ, trước đây họ có tổng cộng 12 cái đạo luật đã được thông qua về siết chặt vũ khí. Thì đã bị bác bỏ bởi tối cao pháp viện vì vi hiến. Rồi bây giờ hồi 1 tây tháng 1 họ thông qua cái luật và đã thành luật là cấm đeo súng ở những nơi công cộng. Tổng cộng 22 chỗ. Thì cái luật này cũng đang bị kiện lên tối cao pháp viện bởi vì luật này cũng vi hiến. Thì chưa biết tối cao pháp viện sẽ nhận giải quyết như thế nào. Nhưng mà từ xưa tới nay những cái luật trói buộc của California đều bị khép vào cái gọi là vi hiến, bị xóa hết. Cho nên bây giờ họ chơi những cái trò khác. Họ tăng thuế môi trường này nọ để họ áp đặt vô. Đại khái rồi họ phạt mấy hãng xe bla 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 bla. Thì cái đó là cái cách mà họ làm. Tại vì chưa bao giờ có cái luật nào của California được thông qua mà liên quan tới hiến pháp mà họ được thắng cả. Họ thua hết. Khi lên tới tối cao pháp viện họ thua hết nha. Rồi cảm ơn người bạn nào đây. À, đại ca rồng đô la đúng không, đóng góp 20 Mỹ Kim, cảm ơn Phong với tin tức, ok, hàng ngày, rồi cảm ơn rất là nhiều. Mỹ có thể cấm dùng thuật ngữ nguồn tin giấu tên để tránh tung tin giả không anh? Ít nhất phải giữ bí mật cho, phải bí mật cho Quốc hội biết người giấu tên là ai. Cái này nó khó lắm, nó thuộc về cái quyền của bên báo chí, tu chính đáng số 1, không cấm được. Không cấm được bất kể nhân danh và là cái ý nghĩa gì cũng không cấm được vì nó nằm trong tu chính án số 1. Chính vì vậy mấy công ty truyền thông lợi dụng tung tin giả, CNN và New York Times là nhiều nhất.
cứ mượn nguồn tin là một nhân viên giấu tên của Donald Trump, một giới chức giấu tên của Donald Trump. Thì quý vị, họ mượn những cái này không à, rồi họ coi đó là sự thật. Chắc gì những nhân viên đó đã nói sự thật, và chắc gì nguồn tin đó thật sự có một nhân viên tiết lộ. Thì quý vị, nhưng mà chúng ta không làm gì được cả, tại vì nó nằm trong tu chính án số 1. Mà tu chính án số 1 là quyền tự do tuyệt đối của người dân về ngôn luận. Chịu thôi nha. Wow, lướt qua một số đọc rồi nha. Ok, Trung Cộng cắt lương binh sĩ cộng với kinh tế suy thoái, đấu đá nội bộ có thể dẫn tới loạn 12 sứ quân trước khi chiếm đoạt đàn không anh? Tôi chưa biết được, có thể họ sẽ làm cái này trước khi loạn bùng nổ. Tức là họ cũng đang nhìn thấy họ đang bị nổi loạn. Do đó, họ có thể sẽ tấn công Đài Loan trước khi tình hình này nó tệ hại hơn, dẫn tới cái sự phân hóa quyền lực. Thì họ sẽ sử dụng cuộc chiến tấn công Đài Loan làm cái điểm để mà hội tụ lại cái lòng dân, và đồng thời sử dụng cái đó để mà đoàn kết nội bộ Đảng Cộng sản. Thì cái cách đó là cách Trung Quốc làm, cho nên tôi nói rằng là họ đang đứng trước ở ngã ba đường: tan rã sớm hay là tan rã trễ. Tan rã sớm là nếu họ quyết định tấn công Đài Loan đó, còn tan rã trễ tức là họ chần chừ cho tới khi nội bộ bị bùng ra một cái cuộc gọi là xung đột quyền lợi, thì lúc đó họ cũng không đủ sức tấn công Đài Loan nữa. Họ không đủ sức nữa, tại vì chưa chắc họ có đủ lực lượng để mà tấn công Đài Loan nha. Rồi, cảm ơn Ngọc Linh Dương đóng góp 10 Mỹ Kim. Mời anh Phong cà phê sữa đá. Cảm ơn rất là nhiều. Ok. Ngày nay theo ý kiến chủ quan của tôi có vẻ nước Mỹ suy yếu trên nhìn trên cục diện quốc tế, mong Mr. Phong cho biết ý kiến. Nếu mà nói nội lực của nước Mỹ suy yếu thì không có. Nhưng nếu nói hàng ngũ lãnh đạo của nước Mỹ bây giờ đang suy yếu thì đúng. Chúng ta đang có một cái hàng ngũ lãnh đạo rất suy yếu. Nhưng nội lực của nước Mỹ thì còn quá nhiều. Cho tới bây giờ chưa có một nước nào cân được với Mỹ cả. Về kinh tế, Trung Quốc vẫn đứng hàng thứ hai. Mỹ vẫn đứng đầu thế giới. Về quân sự, lực lượng quân sự của Mỹ mặc dù bây giờ giảm đi đầu đạn nguyên tử xuống còn có 3.500 thôi. Nga đang có 6.112 cái đầu đạn. Nhưng mà về ranking thì Mỹ vẫn đứng đầu quân sự thế giới. Mỹ đứng đầu, nhì mới là Nga. Thì về kinh tế, về quân sự và về mặt chính trị thì Mỹ vẫn đang thống trị. Ít nhất là Mỹ có được cái nguồn là đồng minh đông đảo 30 quốc gia của NATO, 27 quốc gia của Liên hiệp Âu Châu. Mỹ có một dàn đồng minh tại Á Châu, Mỹ có một dàn đồng minh tại Ả Rập. Thì tôi không thấy chỗ nào nước Mỹ suy yếu cả. Nhưng nếu nói cái hàng ngũ lãnh đạo của nước Mỹ suy yếu thì câu này đúng. Toàn bộ cái hàng ngũ lãnh đạo nó đang suy yếu, nó đang gây nguy hiểm cho nước Mỹ thì đúng. Còn nếu nói nội lực của nước Mỹ thì chưa có một nước nào cân được với Mỹ cho tới giờ phút này nha. Rồi tiếp tục. Ok. Nếu tối cao pháp viện liên bang chấp nhận xóa tên tổng thống Trump thì ảnh hưởng gì không anh? Thứ nhất là tối cao pháp viện không có quyền này. Họ không có quyền chấp nhận xóa tên. Tôi đã hôm trước tôi có đưa cho quý vị hai cái kịch bản. Cái kịch bản thứ nhất là họ sẽ nói rằng cái phán quyết của Colorado và của Maine là vi hiến, tức là xúc phạm vào quyền tranh cử của một cá nhân ở Hoa Kỳ. Thì nếu như họ đưa ra cái phán quyết này thì bắt buộc những quốc gia đó phải đăng tên ông Trump trên lá phiếu bầu. Nhưng sẽ có một cái phán quyết thứ hai. Họ nói rằng là Trump không có bị tước quyền tranh cử. Họ nói rằng Trump không có bị tước quyền tranh cử, ổng vẫn tranh cử được mà. Nhưng cái quyền quy định quy tắc bầu cử của tiểu bang là thuộc quyền hạn của tiểu bang. Mỗi tiểu bang có quyền hạn tổ chức bầu cử riêng và quy định riêng. Thì tối cao pháp viện sẽ không xen vào. Thì đó là cái quyết định là họ chứ họ không có quyết định xóa tên hay giữ tên trên phiếu bầu.
họ chỉ nhấn mạnh là cái quyết định này vi hiến hay là không vi hiến. Đó là quyết định của tối cao pháp viện thôi. Chứ cho nên đừng nghĩ rằng là ô, tối cao pháp viện sẽ ra phán quyết là cấm tên ông Trump. Không có, họ không nói như vậy. Phải hiểu được cái trình tự làm việc của tòa tối cao pháp viện liên bang Scottish. Họ đưa ra phán quyết là họ trả cái quyền đó về liên bang hay về tiểu bang. Và họ khẳng định, họ kết luận cái luật này, cái hành động này vi hiến hay không. Khi họ kết luận vi hiến thì coi như cái luật đó không có giá trị. Cái luật đó và cái quy định đó không có giá trị nữa. Bắt buộc là tiểu bang phải rút lại. Nếu họ khẳng định đây là vi hiến. Tại vì khi họ khẳng định vi hiến thì sẽ có những tổ chức họ nộp đơn họ kiện để mà giành lại cái quyền của họ. Chứ tối cao pháp viện không đưa ra phán quyết là quyết định ông Trump có xóa tên trên phiếu bầu hay không. Lần này tối cao pháp viện họ duyệt xét thứ nhất cái tu chính đáng số 14 chương 3 là liệu cái tu chính đáng số 14 chương 3 đó là có hội tụ đủ pháp lý để loại trừ tên ông Trump hay không. Và thứ hai là cái tu chính đáng số 14 chương 3 đó có apply cho cái ghế tổng thống hay không, tức là có áp dụng cho ghế tổng thống hay không. Thì chính tối cao pháp viện là cái nơi giải thích và đưa ra cái là cái phán quyết này. Thì trên quy tắc thì tất cả mọi người đều dự đoán tối cao pháp viện sẽ đưa cái phán quyết đi về phía của ông Trump, tại vì họ dựa trên cuộc đàn hạch lần thứ hai ở trên sàn thượng viện. Cuộc đàn hạch này tổng thống Trump được acquit, tức là được ân xá trắng án, có nghĩa là các tiểu bang không thể dựa trên cái biến cố ngày 6 tháng 1 được. Chừng khi nào ông Trump bị kết tội ở trên sàn thượng viện, ở trong cái biến cố ngày 6 tháng 1, thì họ có thể dựa được. Còn bây giờ trên sàn thượng viện quy tắc là trắng án. Quy tắc là trắng án. Do đó tối cao pháp viện sẽ dựa trên cái phán quyết đó của Thượng viện Hoa Kỳ, tức là Quốc hội Hoa Kỳ, để buộc Colorado và Maine phải rút lại quyết định. Thì chúng ta chưa biết được là tối cao pháp viện sẽ đưa cái quyết định nào, nhưng mà cái này là cái phân tích chủ quan của tôi, là họ dựa trên cái này chứ không phải là họ quyết định là cấm hay không cấm ông Trump trên phiếu bầu. Nó thuộc quyền của liên bang hay tiểu bang, và thứ hai nó có vi hiến hay không thôi, và thứ ba cái tu chính án số 14 chương 3 nó dành cho tất cả những officer là elect officer, nhưng nó chưa chắc apply cho cái ghế tổng thống. Nó chưa chắc áp dụng cho ghế tổng thống. Nó có thể áp dụng cho ghế hạ thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ hay là những cái ghế khác, nhưng chưa chắc nó đã apply cho ghế tổng thống. Do đó bây giờ chúng ta phải chờ cái sự giải thích của Scottish, tức là tối cao pháp viện. Ok. Rồi tiếp tục. Tại sao Washington Post là tờ báo cực tả mà đưa thăm dò Biden là tổng thống bất hợp pháp về Anh? Cái điều là họ đưa ra cuộc thăm dò, họ nghĩ rằng là, tôi nghĩ rằng họ đang có chiến dịch lôi ông Biden xuống. Tại vì cuộc thăm dò này thì hơn 1/3, tức là 36% đều cho rằng ông Joe Biden là tổng thống bất hợp pháp. Thì bây giờ họ dựa trên cuộc thăm dò đó, tôi nghĩ rằng là họ muốn lôi Joe Biden xuống. Tại vì trước đó là có rất nhiều những bài báo của Washington Post không đồng ý Joe Biden ra làm tổng thống, ra làm tổng thống lần thứ hai, tức là tái tranh cử. Do đó tôi nghĩ rằng họ có mục đích. Dạ. Yeah. Rồi. Ok. Khi bị Trung Quốc tấn công, Đài Loan có quyền tấn công vô thềm lục địa của Trung Quốc không anh? Có quyền. Không ai cản hết. Khi chiến tranh xảy ra không ai cản quý vị làm điều gì hết. Có điều loại vũ khí nào quý vị sử dụng. Thì trên cái hợp đồng của Đài Loan với Hoa Kỳ thì chưa chắc Hoa Kỳ cho phép Đài Loan dùng vũ khí đó tấn công vào thềm lục địa, mà chỉ cho phép Đài Loan sử dụng vũ khí đó tự vệ thôi. Do đó tại sao Đài Loan có thêm những cái vũ khí do họ chế tạo, những cái hỏa tiễn, những cái tròn và những cái tiềm thủy đỉnh là Đài Loan tự chế tạo, là bởi vì họ dùng những vũ khí đó tấn công vào thềm lục địa của Trung Quốc. Nếu họ bị tấn công mà không vi phạm cái hợp đồng với Hoa Kỳ, chứ không ai cản mình không được tấn công cả. Đâu có chiến tranh nào mà cản mình chuyện đó. Vấn đề là làm cách nào giành được chính danh và không vi phạm với cái hợp đồng mua bán vũ khí. Chính danh tức là
tấn công vào thềm lục địa có chính danh và được quốc tế ủng hộ hay không thôi. Chứ không phải là cấm mình. Đài Loan không ai cấm được Đài Loan cả. Vấn đề là họ làm sao chống được Trung Quốc mà giữ được cái danh chính ngôn thuận, tức là cái chính nghĩa đứng về phía họ. Thì cái vấn đề này nó thuộc về thuyết phục cộng đồng quốc tế, chứ không có luật nào cấm cả nha. Rồi tiếp tục. Ok. Đóng góp ngân sách của mỗi tiểu bang có giống nhau không anh? Bang nào tự lo bang ngân sách riêng của bang đó. No. Ngân sách của tiểu bang không có đóng lại cho liên bang, mà liên bang có nhiệm vụ cung cấp tài chính cho tiểu bang. Có điều là liên bang lấy tiền thuế từ các cá nhân và các công ty ở những tiểu bang đó nộp thuế cho liên bang. Rồi mỗi một năm liên bang duyệt xét ngân sách cấp lại cho các tiểu bang. Chứ các cái tiểu bang không có đóng một đồng nào cho liên bang cả. Các chính quyền của các tiểu bang không có đóng một đồng nào. Ngược lại mỗi năm họ vẫn nhận được ngân sách của liên bang. Có điều là liên bang lấy tiền từ đâu ra? Họ lấy tiền từ những cá nhân làm việc thuế lợi tức, hay là những công ty, những công ty đóng thuế lợi tức cho liên bang đó. Tại vì mỗi công ty hay là cá nhân đều phải đóng thuế của liên bang hết. Có những tiểu bang họ chăm trước, họ không lấy thuế tiểu bang. Như là Texas thì không có lấy thuế lợi tức tiểu bang, nhưng California lấy. Thì họ lấy tiền đó họ cấp lại cho tiểu bang. Chứ mà tiểu bang thì không có đóng góp ngân sách gì cho liên bang cả nha. Rồi cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho buổi sáng ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các thính giả. Chúng ta gặp lại sau. Bye bye.